ông Donald Trump, chẳng hạn như ông Joe Kennedy, bà Tushigawa, thì rõ ràng ở đây chúng thấy rằng cái viễn cảnh ông Donald Trump trở lại tổng thống nó rõ ràng hơn. Cảm ơn anh. Một cái sự phát biểu rất là nồng nhiệt, một cái tình yêu rất là nồng nhiệt cho đất nước Hoa Kỳ, cũng như là cái mong mỏi mà Tổng thống Trump sẽ bước vào trong Tòa Bạch Ốc trong ngày hôm nay. Khi mà anh nhắc đến Tổng thống Joe Biden thì chắc là phải cho quý vị xem cái hình ảnh của ông ấy một lần nữa. Quý vị thấy ông Joe Biden đội cái nón MAGA có đẹp trai không ạ? Bấm số 1 nếu quý vị đồng ý nha. Bấm số 1 nếu quý vị đồng ý là Tổng thống Biden đang ngã về ông Trump, có những cái dấu hiệu cho là ông ấy đang ủng hộ cho ông Trump, vì ông ấy rất bực tức cái chuyện mà đảng Dân Chủ đã cướp đi cái chính quyền của ông ấy, đưa một người đàn bà không có kinh nghiệm, không có năng lực lên để mà thay thế ông ấy. Bấm số 1 nếu mà quý vị thấy là ông Biden rất đẹp trai trong chiếc nón MAGA. Bấm số 2 nếu mà quý vị không đồng ý. Khi mà nói đến là cái lời phát biểu của ông Biden, thì Son muốn hỏi anh Uy. Ông Biden đã nói là chỉ có tôi mới có thể chiến thắng Donald Trump mà thôi. Thì anh thấy nghĩa đen và nghĩa bóng của cái câu này như thế nào ạ? Tại vì nghĩa đen cũng đúng, cũng không đúng, mà nghĩa bóng cũng không đúng. Tại vì quý vị thấy sau 4 năm mà làm việc tổng thống thì cho nên nó mới có ngày hôm nay, mà quý vị thấy cái sự ủng hộ tổng thống Trump còn nhiều hơn những năm trước. Tại vì cái nền kinh tế là cái quyết định, cái nói chung là mình nói gì nữa chăng nữa, mà cái tới túi tiền của người dân đó, cái kinh tế là nó quan trọng, và thứ hai là về cái an ninh biên giới cho đến những cái di dân là những điều rất là cần thiết cho đất nước Hoa Kỳ này để người ta sẽ vượt qua những khó khăn thế này. Và cái thứ ba là cái này an ninh của thế giới nữa, thưa quý vị. Cái chiến tranh mà nó diễn ra, nó xảy ra thì rất là khó mà những cái đại công ty hoặc là những cái quỹ đầu tư của thế giới mà ta bỏ nhiều tiền để làm việc hết, thưa quý vị. Cho nên là cái nghĩa đáng và nghĩa đen và nghĩa bóng mà ổng thắng đó, thì bây giờ ổng không có mặt, nhưng mà thật sự như Sean nói chơi đó, mình nói thật đó, là hai câu chuyện ổng để lại, cái di sản để lại cho bà Kamala Harris cũng rất là nặng nề. Thứ nhất là đội cái nón mà cái thứ hai là ổng nói là cái người mà ủng hộ cho Trump là rác rưởi. Yeah. Thì nhưng mà cũng rất là hay, và bên tổng thống Trump cũng như bên vận động tổng thống Trump cũng rất là lanh nhanh. Tại vì Sean và quý vị nên nhớ cái lúc đó, trước đó một hai ngày bên cái tổng thống Trump cũng phải đối phó với một cái việc mà cái anh làm hài đó. Dạ, vâng. Anh phát biểu ở Madison Square Garden. Đúng rồi. Là một cái nơi được, một cái arena mà có thể là nổi tiếng nhất của trên toàn thế giới đó, thưa quý vị, tại New York. Và anh lỡ miệng anh nói ra những cái câu anh thực chỉnh nói chốt, nhưng mà không thể nào nói giỡn trong này được. Thì anh đã dùng cái câu mà ở bên Puerto Rico. Thì cuối cùng lại là một hai bữa là ông, một cái người cứu tinh trong tổng thống Trump xuất hiện, đó là ông là ông Biden. Ông nói cái câu đó thì bây giờ nó trở như là chuyển bại thành thắng, là ông dùng cái câu đó, ông lên cái xe rác ông ngồi luôn và ông mặc bộ đồ đó, thì nó làm cho những người nó gần gũi với người dân hơn. Và cũng là cái câu nói mà bà Harris chuyên môn bà dùng rất là nhiều lần, mà bà dùng nhiều lần cuối cùng nó là bị ép phê ngược. Tức là bà cứ nói là bà lớn lên từ gia đình middle class, trung lưu, phải không? Dạ vâng. Thì bà chỉ nói không mà nói nhiều quá người ta thành cái câu chuyện là nó thành dở. Mà ông Tổng Trump, ông chỉ cần dùng cái câu đó, ông trở lại là ông vừa là ông ngồi trên chiếc xe rác, thứ hai mặc cái áo của người rác, đó là ông là người công nhân thực sự. Đúng rồi. Là cái tầng ta, những người mà công nhân trong cái hoàn cảnh đó, người ta rất là thích những người gần gũi với mình. Yeah. Cái thứ hai là ông làm việc mà đa nổ, là ông lấy những lớp trẻ nữa, làm việc mà lớp trẻ, còn những người mà làm xe rác là làm việc với lội trung niên. Thì ông đã lấy được, vô tình ông đã giúp cho ông lấy thêm một số phiếu của những người bình dân, những người mà lao động chân tay, mà những người mà lâu nay bà Harris là muốn đánh vào cái chỗ đó. Thì cuối cùng theo nghĩa đen và nghĩa bóng, thì ông vô tình ổng là một người đã giúp cho tổng thống Trump rất là nhiều trong những cái việc mà trở bại thành thắng trong những cái đợt vừa qua, trong ngày vừa qua, thưa Sanh Lê. Và một cái câu nói nữa của một cái người mà bả cũng ít xuất hiện, nhưng mà bả trước đây cũng là địch thủ của tổng thống Trump trong cái cuộc vận động về tranh cử tổng thống, đó là bà Nikki Haley. Wow. Là một người phụ nữ mà có thể nói là rất là cũng mạnh mẽ. Yeah. Bả từng là một người đại sứ quán cho Mỹ tại Liên Hợp Quốc, thưa quý vị. Và Nikki Haley là người đấu cuối cùng trước khi mà buông tay trong cái dịp mà ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa.
thì bà cũng nói đó là một câu cũng rất là ý nghĩa, ngắn gọn thôi, thưa quý vị, có vài câu thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho rất là nhiều người có được cái quyết định để bỏ phiếu trong cái ngày hôm nay. Thì bà nói đó, tại vì nhiều người hay chỉ trích Tổng thống Trump là ổng phát biểu hay là ổng làm này nọ, nhưng mà đó là ổng không phải là một người chính trị gia thực sự, thưa quý vị. Ổng không phải là người chính trị gia chuyên nghiệp. Ổng là một người làm việc yêu nước Mỹ và muốn làm việc cống hiến cho nước Mỹ. Chứ thực sự tiền bạc ổng đâu cần đâu. Ổng là một tỷ phú mà bây giờ cái tuổi này rồi thì đâu có cần tiền nữa đâu mà để đi làm để có gì. Thì ổng yêu đất nước Mỹ, vẫn muốn cho đất nước Mỹ này vĩ đại, nước nước Mỹ này hùng mạnh. Cho nên là bà mới nói một câu là "You don't have to like him, but he's the better choice." Mình không có cần thích ổng tất cả, tại vì ổng không có một người hoàn hảo. Nhưng mà he là best choice, tức là he là người có cái để chọn lựa giữa hai người. Tại bây giờ mình mới nhớ là mình chỉ còn có hai người để chọn lựa thôi, chứ mình không phải là bắt đầu từ đầu lại. Cho nên là he là best choice. Thì trong hai người, bà ông Tổng thống Trump và bà Phó Tổng thống Harris, ổng là người có cái chọn lựa tốt hơn. Thì nó giúp cho rất là nhiều người mà ở giữa trung dung mà ta sẽ quyết định cuối cùng. Tại vì người ta thích cứ người thích. Không thích bà Harris cũng không thích Tổng thống Trump thì làm sao đây? Thì bây giờ chỉ có hai mình chọn một thôi. Thì những cái chính sách, những cái đường lối và những cái policy và những cái gì giúp cho mình thì mình bỏ một người. Thì đó là cũng một câu nói mà nó sẽ giúp những người mà theo cái Cộng hòa không thì là bình thường rồi, người theo Dân chủ không là bình thường, những người trung lập, thì những câu nói đó nó sẽ làm cho nhiều người sẽ có cái suy nghĩ cuối cùng để quyết định. Thì người ta sẽ biết quyết định ai. À, xin tiếp lời anh Uy á, là mấy ngày trước á thì người ta đang chờ là bà Nikki Haley sẽ nói gì trong cái ngày bầu cử. Thì ngày hôm qua bà Lê mà nói một câu, Trâm không phải là người hoàn hảo, nhưng là sự chọn lựa tốt nhất đối với bà Harris. Tức là vào có thể chọn lựa rồi. Thì bây giờ so Trâm với lại Harris thì ông Trâm tốt hơn nhiều. Và chính vì câu nói này mà những người mà ủng hộ Nikki Haley á, thì người ta đã nghe theo bà Nikki Haley và bỏ phiếu cho Trâm trong ngày hôm nay. Tức là ông Trâm cũng chờ câu nói từ lâu rồi. Bà hứa mà bà sẽ giúp ông Trâm, nhưng mà cuối cùng thì ngày hôm qua bà đã tuyên bố điều này. Và rất nhiều còn đứng ở ngã ba đường á, tức là họ ủng hộ bà Nikki Haley á, thì cuối cùng họ đã đồng ý và nghe theo bà Nikki Haley. Thì đây cũng là quan điểm. Và chúng ta biết rằng Nikki Haley thì cũng là một người nữ rất là tài giỏi. Nhưng mà theo như nguồn tin á, thì là có thể là ông Trump sẽ xem xét lại và có thể là cho bà Nikki Haley trong một cái vai trò nào đó trong nội các của ông Trump nếu ông Trump thắng. Rất là hay. À, cảm ơn anh. À, quý vị đang xem chương trình này từ đâu? Quý vị nãy giờ đang nghe anh em chúng tôi bình luận và rất có thể là chúng ta sẽ có kết quả trong ngày hôm nay. Xin quý vị hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé. Nếu mà đài truyền hình dòng chính của Hoa Kỳ cập nhật là Son sẽ đưa lên màn ảnh ngay lập tức cập nhật cho quý vị biết. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, kính thưa quý vị. Chúng ta đã có trên bàn là quý vị thấy trên màn ảnh đó là một chai champagne. Cũng như là mấy trái tạm gọi là cà chua đi ha. Nếu như mà Tổng thống Trump đắc cử trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ khui champagne ăn mừng, kính thưa quý vị. Còn không thì chúng ta sẽ ăn cà chua. Chỉ hai chọn lựa đó thôi. Quý vị bấm số 1 nếu như quý vị đã quyết định ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Bấm số 1 Jim Son. Bấm số 2 nếu quý vị lựa chọn Kamala. Hy vọng là không ai chọn Kamala. Bấm số 1 ngay bây giờ nếu như quý vị ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump và chúng ta sẽ giành được chiến thắng vào cuối ngày hôm nay. Bây giờ trở lại với anh Tuấn. Son muốn hỏi anh là khi mà nói đến ông Joe Biden, bây giờ chúng ta đang đề cập đến ông, thì anh nghĩ là ông Joe Biden là trong những ngày tháng vừa qua là ông ấy có phải là đang cố tình hay là vô ý gì đó đang hỗ trợ cho Tổng thống Trump không ạ? Đang làm những cái chuyện thiệt hại cho đảng Dân Chủ cũng như là chiến dịch tranh cử của bà Kamala không ạ? Dạ vâng, thưa với lại Son Lê, anh Uy Nguyễn và chị Tracy cũng như anh Hải và quý khán thính giả, thì thú thật là đối với Tuấn nghĩ lúc này đó là ông Joe Biden mình khó đoán lắm, là vì một phần đó là ông đã lú lẫn rồi. Thế nhưng mà cũng có lúc ông tỉnh táo. Cái khổ của mình đó, mình không phải là bác sĩ để mà có thể biết lúc nào ông tỉnh và lúc nào ông lú. Đấy là cái vấn đề. Thế nhưng mà Tuấn thấy rằng là trong thời gian qua đó, ông đã có những cái hành động, mình không biết là có phải là ông cố tình ông đá giò lái hay là ông đâm sau lưng chiến sĩ không. Nhưng mà những cái hành động đó hoàn toàn là bất lợi cho bà Kamala Harris. Thứ nhất là Kamala Harris là
cho đến ngày cuối cùng thì chúng ta biết rồi là cái ban vận động tranh cử của bà là muốn tách rời ra khỏi Joe Biden để mà nghĩa là đừng có bị mang tiếng về những cái xấu, nhưng mà bác không thể tách rời được. Đó, đấy là một cái chuyện. Thế thì bây giờ ông Joe Biden đó, trong thời gian gần một tuần qua đó, ông đã từng nói rồi, ông bảo là ông ấy sẵn sàng tham dự những cái cuộc vận động tranh cử để ủng hộ Kamala Harris. Thế nhưng mà cái ban điều hành cái chiến dịch của bà thì dạ vâng, xin Tổng thống cứ bình tĩnh, chờ chúng em sắp xếp. Và cái ngày đó không bao giờ có hết. Đấy, đó là một điểm. Thì sau đó đó, thì ông Joe Biden đã có một cái màn mà mình không biết là ông vô tình hay là ông cố ý, mình không dám nói. Thế nhưng mà trong một cái chương trình phỏng vấn truyền hình đó, thì ông xác nhận rằng là bà Kamala Harris, bà ngồi cùng với tôi và bà quyết định cùng với tôi trên tất cả mọi những cái vấn đề quan trọng. Cái đó là nguy hiểm lắm rồi. Cái đó là Kamala Harris là thấy rằng là cuộc đời mình là vỡ nợ rồi. Mình muốn tách rời cái ông già này mà ông lại không chịu tách. Ông lại cứ yêu mình, cứ nhất định ông sáng và ông lôi cổ mình vô. Thật ra là tôi thấy đó là một cái mà rất là nguy hiểm. Và còn mình có thể xem nếu mà cái người mà ủng hộ ông Trump đó thì sẽ bảo rằng là ông Joe Biden ông tìm cách là ông ủng hộ khéo Tổng thống Trump, thì cái đó mình không dám đoán. Đó, mình không dám đoán. Nhưng mà suy nghĩ tâm lý con người với con người đó thì mình phải thấy một điểm rất là rõ ràng là Joe Biden rất là đau khổ lắm khi mà bị nghĩa là hạ gừa giữa dòng, mà xong đó rồi không có nói năng gì được hết. Và bây giờ lại đưa một cái bà phó, mà bà phó đó thì ông ấy biết rõ hơn ai hết, bất tài, vô tướng. Nếu mà cần để bà đi có cái nụ cười để mà sợ hãi trẻ con đó thì bà này là số 1 rồi. Đấy. Nhưng mà đều không có cách nào, bà không làm được. Giao bà bất cứ cái gì là hỏng chuyện đó. Giao bà cái biên giới, bà mở cửa biên giới tung hê ra hết, bà chẳng có nói năng gì hết. Tức là một người bất tài vô tướng. Thì Joe Biden biết rõ Kamala Harris hơn ai hết. Rồi bây giờ mình phải để ý đến một cái yếu tố nữa là trong cuộc sống vợ chồng đó, cứ cho rằng là ông Joe Biden ông lú lẫn đi, mà Joe Biden chưa lú đâu quý vị ơi. Đó, mà phụ nữ thì có khi mà bị rơi vào một cái vị trí như vậy thì cũng khó mà quên lắm. Tuấn chỉ xin dùng cái chữ đó, khó mà quên lắm. Thành ra không biết là bà có cố vấn cho ông Joe cái cách nào không, đội nón mà MAGA này. Tôi thấy nó cũng lạ đó, tôi ngạc nhiên đó. Vâng, thế nhưng mà xin phép là có một cái tin Tuấn vừa mới coi được ở trên truyền hình Fox đây. Là cái nhân vật mà số 2, một người là co-founder của Black Lives Matter. Tên anh ta là Mark Fisher. Và anh ta tuyên bố là tôi sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Oh, wow. Và anh nói rằng là từ lâu lắm rồi chúng ta đã bị lừa bịp, chúng ta đã bị bịt mắt, mà chúng ta đã tin tưởng một cách mù quáng vào Đảng Dân Chủ với không có một cái lý do gì để mà chúng ta tin hết. Và đây là nhân vật mà sáng lập ra Black Lives Matter. Đó là một cái mà chúng ta sẽ phải thấy. Thế còn nói về truyền thông đó, thì cái truyền thông dòng chính đó, mainstream media đó, thì tôi nghĩ rằng là bây giờ họ đã bị mất đi rất là nhiều cái niềm tin ở khán thính giả rồi. Đó. Và đấy là cái lý do mà tại sao ông Jeff Bezos đó, ông quyết định là kỳ này không có ủng hộ bất cứ một cái ứng cử viên tổng thống nào hết. Mà thường từ trước đến giờ đó là báo chí là ủng hộ Đảng Dân Chủ, mà bây giờ Jeff Bezos rút lui ra vào cái giờ chót. Nhưng mà nếu mà chúng ta theo dõi đó, bởi vì trong cái vấn đề Tuấn ngồi làm tin đó, không phải là chỉ có theo dõi tin ở trên dòng chính đâu, mà Tuấn xem trên mạng xã hội, trên những cái kênh, những cái channel đặc biệt đó, chúng ta có chị là chẳng hạn như là Trish Regan. Đó, cô này rất là nghĩa là nổi tiếng. Không, thì lỗi. Trish Regan. Chúng ta thấy rằng là cô này cũng rất rất là nổi tiếng, chứ không phải là chuyện đùa. Mà cô là trước khi mà anh tiếp tục thì Sean muốn mời tất cả quý vị uống yến xào, không phải yến xào, cái này gọi là yến gì anh Uy? Yến chưng với đông trùng hạ thảo. Yến chưng với lại đông trùng hạ thảo, anh Uy vừa mới đem sang đây để mà đãi chúng ta. Xin lỗi anh Tuấn nha, anh không có trong khán phòng này, anh không uống được, nhưng mà xong chắc là sẽ gửi cho anh một cái.
một cái sản phẩm rất là đặc biệt, uống cho đỡ khát để mà anh em chúng tôi còn sức lực để mà nói chuyện với quý vị, hầu chuyện với quý vị. Đây là sản phẩm của Teladron. Rồi quý vị nào mà muốn mua cái này thì hãy đến Teladron uống vào, sẽ có sức lực để mà bình luận tin tức ngày hôm nay tới sáng luôn cũng không mệt. Vâng, bây giờ quý vị thấy trên màn ảnh đó là cái bản đồ bầu cử trong ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Chúng ta hãy chú ý đến 7 tiểu bang chiến địa như là Nevada, Arizona, Georgia và Carolina, North Carolina. 4 tiểu bang này, 2 tiểu bang bờ đông và 2 tiểu bang bờ tây mà nó nằm ở phía nam nước Mỹ. Nếu như Tổng thống Trump thắng được 4 tiểu bang này trong ngày hôm nay, và bây giờ ông ấy đang dẫn đầu rất là sát sao thôi, không có bỏ xa bà Kamala, nhưng mà đang dẫn đầu từ 4 tiểu bang này. Nếu như ông ấy thắng được thì chúng ta sẽ có kết quả bầu cử hôm nay ngay lập tức. Ông ấy sẽ được 270 lá phiếu và sẽ chính thức trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, kính thưa quý vị, thứ 47. Và cái viễn cảnh thứ hai có thể xảy ra là Tổng thống Trump thắng được Georgia, North Carolina cũng như là tiểu bang Pennsylvania. Chỉ cần 3 tiểu bang này là 3 tiểu bang có những cái số phiếu nhiều nhất thì ông ấy sẽ đắc cử làm tổng thống, không cần 2 tiểu bang bên bờ Tây. Đặc biệt lưu ý là những tiểu bang bên bờ Tây cũng như là 2 tiểu bang ở miền Nam là những tiểu bang mà có số đông những người da đen cũng như là những người gốc Mỹ Tây Cơ, những người gốc Tây Ban Nha, mà họ đang chán ngẫm với cái tình hình kinh tế hiện nay cũng như là nạn di dân lậu tràn vào biên giới phía Nam. Vâng, xin mời anh Tuấn tiếp tục ạ. Xin lỗi đã ngắt lời anh. Ok, thật ra rằng là chúng ta thấy cho đến giây phút này đó thì có vẻ như rằng là chiều hướng rất là tốt đẹp cho Tổng thống Trump. Và nhưng mà mình cứ tiếp tục bình tĩnh để mà chờ đợi cái kết quả. Và Tuấn nghĩ rằng là chắc chắn rằng là các anh các chị tối nay đó sẽ được uống champagne chứ không đến nỗi phải sử dụng cà chua đâu. Đấy là cái tôi nghĩ là như vậy. Vâng, cảm ơn anh. Chúng ta còn khoảng đâu nửa tiếng nữa đó, thưa quý vị, là chúng sẽ bắt đầu một số tiểu bang sẽ đóng phòng phiếu, thưa quý vị, và chúng ta sẽ có được cái kết quả đầu tiên. Khoảng nửa tiếng nữa. Dạ, bây giờ là mình đã là bây giờ ở miền Nam Cali là khoảng 3:30 rồi, thưa quý vị. Nếu 4 giờ miền của Cali tức là 7 giờ ở miền Đông, thì một số tiểu bang sẽ đóng cửa phòng phiếu lúc 7 giờ, một số tiểu bang đóng phòng phiếu khoảng 7:30, một số tiểu bang thì đóng phòng phiếu vào khoảng 8 giờ, thưa quý vị. Tiểu bang Virginia thì đóng cửa vào lúc 7 giờ, cho nên là chúng ta cũng sẽ còn nửa tiếng nữa là sẽ biết được kết quả sơ khởi lúc đầu. Nhưng mà thấy quý vị thấy ít khi nào như là thưa anh Tuấn cũng như anh Hải, anh Son cũng như chị Tracy là cũng như quý vị đó, là ít khi nào mà đi bỏ phiếu sớm đó, thưa Son và tất cả quý vị, mà nhiều đến như vậy, gần 80 triệu phiếu đã được đếm trước, thưa quý vị. Mà quan trọng nhất là mấy anh em anh chị mình thấy đó là cái số phiếu thường thường. Sau nhiều tháng vận động tranh cử không ngừng nghỉ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đã đi đến ngày quan trọng nhất trong sự nghiệp của cả hai. Đã 2 giờ sáng ngày 5 tháng 11 ở bang Michigan, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn còn vận động bầu cử. Trên sân khấu, Trump nói ông không muốn chờ 10 ngày, 12 ngày, 3 ngày, 2 ngày hoặc 2 giờ để biết kết quả bầu cử mà ông muốn câu trả lời vào tối nay, tức là tối ngày 5 tháng 11, giờ địa phương. Ông cũng liên tục cáo buộc rằng Đảng Dân Chủ sẽ gian lận trong cuộc bầu cử. Cựu Tổng thống khẳng định ông đang dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu sớm. Tuy nhiên, tờ Washington Post đã bắt dò tuyên bố này, bởi mặc dù một số tiểu bang tiết lộ liệu những người bỏ phiếu sớm thuộc Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, nhưng không có bang nào tiết lộ cử tri đã bỏ phiếu cho ai trước khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trên thực tế, phải mất nhiều giờ và thường là nhiều ngày để các bang kiểm đếm tất cả các phiếu bầu. Năm 2020, hãng tin Associated Press chỉ công bố kết quả ông Joe Biden chiến thắng 4 ngày sau khi các phòng phiếu đóng cửa.